Tủ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tủ thuốc gia đình xin tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú anh chị một sản phẩm tiếp theo, đó là sản phẩm Bigagan 650. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên Bigagan 650 chứa paracetamol 650mg, tá dược vừa đủ một viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: Bigagan 650 được chỉ định điều trị các triệu chứng đau do đau đầu, đau nửa đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng. Ngoài ra, Bigagan 650 còn giúp hạ sốt ở các bệnh nhân bị cảm hay những bệnh nhân có liên quan đến sốt, vân vân. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc: người lớn và trẻ em trên 12 tuổi uống một viên trên lần, khoảng cách giữa hai lần uống thuốc phải hơn 4 giờ, liều tối đa trong 24 giờ không quá 4 gram. Lưu ý không được tự ý sử dụng thuốc quá 3 ngày để giảm sốt hoặc 10 ngày để giảm đau. Không nên kéo dài việc tự sử dụng thuốc mà cần có ý kiến bác sĩ khi có triệu chứng mới xuất hiện, sốt cao 39,5 độ C và kéo dài hơn 3 ngày hoặc tái phát, đau nhiều và kéo dài hơn 5 ngày. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc: người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc, bệnh nhân thiếu hụt glucose-6-phosphate dihydrogenase. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: ban da, buồn nôn và nôn, bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng thuốc dài ngày, giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, gây thiếu máu, phản ứng quá mẫn, vân vân. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc này. Thận trọng khi sử dụng thuốc. Những thận trọng khi sử dụng thuốc này: những đối tượng sau đây cần phải thận trọng khi sử dụng thuốc này. Đối với một số người quá mẫn, bệnh hen, nên tránh dùng paracetamol với thuốc khác hoặc thực phẩm có chứa sulfit. Phải dùng thận trọng ở người bệnh có thiếu máu từ trước, suy giảm chức năng gan và thận. Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính của paracetamol đối với gan, vì vậy bạn nên tránh hoặc hạn chế uống rượu. Bạn cần hỏi bác sĩ cách nhận biết các dấu hiệu phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Tavenjensen hay hội chứng hoại tử da nhiễm độc hay hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính, vân vân. Đối với phụ nữ mang thai, chỉ dùng thuốc trong lúc mang thai khi thật sự rất cần thiết. Phụ nữ cho con bú dùng thuốc paracetamol không thấy có tác dụng phụ không mong muốn ở trẻ bú mẹ khi mẹ sử dụng thuốc này. Đối với người lái xe và vận hành máy móc, thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Lưu ý cần thiết: vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.